Nam Khánh xin kính chào toàn thể quý vị. Trong clip ngày hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu đến quý vị một chiếc âm ly LDHA330. Tiếp tục ở bến mới cửa hàng của Nam Khánh trong tình trạng đẹp xuất sắc. Nắp lưng các bác có thể thấy, nắp lưng nguyên sơn của nó là sơn giọt nước các bác nhé. Đít đĩa các thứ là đẹp keng luôn. Và cái số seri máy của nó là 1526B. LDHA330 Hitachi. Công suất của nó là 105W, đánh 4 sò sắt Hitachi của bản hãng. Dòng này thì khác một chút so với mấy cái chiếc mà trước đây em bán. Thì nó chỉ khác một chút về cái màu của cái tản nhiệt. Như quý vị có thể thấy, đây là cái con này thì cái màu của nó là màu nhôm, nó không sơn đen. Còn đâu mấy con trước em bán thì là nó cái màu nhôm của nó sơn đen, cái lưới tản nhiệt kìa. Thực ra thì nó cũng chả có gì khác nhau cả, nó chỉ khác đời một chút do năm sản xuất người ta dùng khác nhau thôi, thế thôi, chứ còn ngoài ra thì cũng không có gì khác nhau cả. Đấy. Nắp lưng của nó thì còn rất đẹp nha quý vị nhá. Đấy. Những cái mặt nhôm, núm nhôm thì đây cứ quay cận cảnh cho quý vị. Đây là cái vết xước nhẹ, không đáng kể. Đấy, còn đầu sơn của nó, sơn của nó còn rất đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Đấy, em sẽ quay chậm chậm một chút để cho quý vị được nhìn những cái mặt mũi núm nốt của nó nhá. Cái đèn này là cái đèn vu này thì bình thường anh em mà nhìn ở ngoài ấy, thì nó không nháy như này đâu nhá. Khi quay cái clip lên thì cái khung hình của nó không khớp nhau giữa cái bóng đèn và cái tốc độ khung hình thì nó sẽ bị nhấp nháy lên như thế, chứ còn của nó là không nhấp nháy đâu nhá. Mặt nhôm phay tuyệt đẹp luôn, núm nút các thứ này. Quay chậm chậm một chút để cho quý vị theo dõi nó được chuẩn hơn. Chút nữa em sẽ test cho quý vị một cái đoạn nhạc để quý vị đánh giá về cái chất âm. Thực ra thì quay để test chức năng cho quý vị thôi, chứ còn nhiều khi là cái test cái âm ly thì chủ yếu test chức năng, chứ còn bảo là đánh giá qua nghe thì nó cũng hơi khó. Thì test chủ yếu là để cho anh em xem chức năng và cái hoạt động của nó thôi, và quay clip chi tiết những cái phần nào xấu, phần nào đẹp như nào thì để nó thể hiện rõ lên đây. Tất cả là nguyên zin từng con ốc nha quý vị nhé. Mặt nhôm, núm nhôm thì còn đẹp đến 90%+ luôn. Núm nhôm xuất sắc luôn. Hàng Nam Khánh đấu trực tiếp từ Nhật về. Nói chung là hàng, những cái mặt hàng tuyển chọn như này thì sẽ phải cân nhắc để lựa chọn những cái chiếc âm ly cũng như là những cặp loa đẹp để phục vụ quý vị. Và ngay bây giờ thì em sẽ test cho quý vị một đoạn để anh em nghe thử nhé. Đây là chỉnh bát này. Đấy, anh em vẫn tăng giảm tùy ý là. Quay như giúp kính luôn, đánh cặp loa mini đấy quý vị. Bây giờ hiện tại giờ đang đánh cái cặp loa mini này nhá. Đây là chỉnh chép này. Đây là lau lướt này. Đấy. Đây là chuyển cổng AUX này, tuner follow. Đây hai cổng tab. Cho nhỏ đi một chút này. Đây là cái núm vặn để anh em chuyển sang cầu loa AB cộng B và chuyển sang bên trái này, ngoài cùng này là nút off, có nghĩa là tắt, anh em không cho nó xuất ra loa nữa. Còn đâu khi em mình bật lên đây là ra cầu A, bật ra đây là cầu B, đây thì A cộng B các bác nhá. Đấy, mặt mũi núm nút thì chữ nghĩa các thứ thì có thể nói là không tì vết luôn. Nói chung là xấu đẹp gì thì em cũng quay rõ như này để cho quý vị tự đánh giá. Nói chung là anh em thấy đẹp thì mua ủng hộ cho Nam Khánh. Còn nếu mà mình thấy chưa ưng với những cái ngoại hình như này thì có thể xem xét nhé.
Đấy, hai đồng hồ vu vẩy theo nhạc, mở nhỏ thì nó không vẩy mấy, còn mở to thì nó sẽ vẩy mạnh hơn. Đèn bóng đèn nhá. Đấy, bóng đèn sáng ok, và bóng zin led nhá. Tất cả zin led luôn. Đấy, mặt mũi núm nút các thứ thì có thể nói là xuất sắc rồi. Đây là volume tổng này. Và cái ba lăng thì nó nằm ở phía trong này. Đấy. Thời gian có quên gì, đã muộn kịp vẫn mở ra rung cả cửa kính nhỉ. Khi một đêm trăng thanh quán đêm đường băng tanh, chỉ còn em với anh. Tất cả đều là sạch đẹp hết nha quý vị nhá. Đây em đang đánh một cái đấu một cái cặp dây này ra cái cặp loa màu đen này nhá quý vị nhá. Đấy. Đây ra cặp loa màu đen này nhá. Đấy. Còn đâu cái này thì bày cho vui thôi, bày cho đẹp thôi, không có đấu luôn nhá. Vì mưa gió không về trên trường anh. Và không để làm mất thời gian của quý vị thì em cũng xin báo giá luôn cái chiếc âm ly LDHA 330 của Hitachi này, đánh 4 sò sắt Hitachi của bản hãng. Đấy, đánh cầu loa A với A cộng B. Tất cả chức năng hoạt động tốt hết nhá quý vị nhá. Hình thức thì có thể nói là đẹp xuất sắc, và em cũng đã quay cái video này rất là kỹ để anh em đánh giá của cái chiếc âm ly này. Đấy. Với giá bán hàng Nhật về xuất sắc luôn như này thì với giá bán là 4.200.000 đồng nhé quý vị nhé. Còn nó thì trên thị trường thì cái con này thì nó cũng dao động từ hơn 3 triệu một chút, thì nó tùy theo hàng bãi, hàng bờ, hoặc là hàng những cái xước sát, hoặc là những cái độ xấu đẹp của nó. Còn đâu như giá hiện tại của cái chiếc này với cái mã số series này thì nó là 4.200.000 đồng anh em nhé. Đấy. Những cái sản phẩm mà Nam Khánh tuyển chọn về thì anh em cứ yên tâm sử dụng, bởi vì thứ nhất là đã test ok rồi, và thứ hai là bao nguyên zin toàn tập cho anh em. Đấy. Hình thức thì luôn luôn là tuyển chọn những chiếc gọi là âm ly đẹp nhất để phục vụ cho anh em. Đấy. Cặp này thì trước đây em cũng bán qua khá là nhiều rồi, đa số là những anh em mà chơi AR4 thì người ta hay bốc, có những bác thì bốc đến mấy con của em vừa. Đấy, thì có đâu là những cái dòng này thì nó đánh cái hiệu quả rất là tốt, kể cả những cái dòng loa mini, ví dụ như hiện tại giờ em đang ghép với cả một cặp loa mini của Panasonic, nó đánh rất là tốt luôn, giải trầm cực sâu. Và những cái dòng loa kể cả như Puler tầm bass 25-30 thì em này vẫn chơi tốt, đánh 4 sò sắt các bác nhá. Đấy, chơi rất tốt luôn, những dòng loa mà độ nhạy cao một chút đánh gặp con âm ly này thì cũng tuyệt vời. Chất âm rất là chi tiết, dòng LOD này thì ở thị trường Việt Nam thì cũng không được ưa chuộng lắm. Đấy, em cũng nói thật luôn là như thế. Nhưng mà những anh em nào đã chơi qua những dòng LOD, Aurex, những cái không phải là model nào nó cũng hay. Nhưng em tuyển chọn những cái model hay về để phục vụ anh em, chứ không phải cái model nào mình cũng mua nhá các bác nhá. Có những cây con thì nó cũng rất là rẻ tiền thôi, nhưng mà mình không mua, bởi vì là nó không có hiệu quả. Phải mua những cái âm ly nào mà thứ nhất là đẹp này, thứ hai là có hiệu quả cao thì mình mới lấy về để phục vụ anh em. 4.200.000 đồng cho chiếc âm ly LD Hitachi HA330, có cái số series máy của nó là 1526B. Đấy, 1526B nhá quý vị nhá, Made in Japan. Mỗi cái chiếc âm ly của em thì nó đều có những cái mã số series khác nhau, thì quý vị có thể để ý từ trước đến giờ em bán qua những cái con HA 310 khá nhiều. Đấy,
anh em cứ để ý cái số seri máy này. Đấy, mỗi con thì nó có một cái số seri máy khác nhau, không thể gọi là lẫn lộn được. Rồi, xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở cái video clip tiếp theo. Quý vị nào mà xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì xin vui lòng ấn nút đăng ký kênh ở góc dưới màn hình bên phải của quý vị, có nút ấn đăng ký kênh màu đỏ, quý vị ấn vào đó thì quý vị sẽ nhận được những thông báo về những clip mới của Nam Khánh nhé. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi cũng như mua hàng ủng hộ. Hẹn gặp anh em ở cái video sau.